bát chánh đạo con đường đến hạnh phúc tác giả thiền sư bante henepola gunaratana người dịch diệu liên lý thu linh lời cảm tạ của tác giả quyển sách này sẽ không thành hình nếu không có sự tác động của bạn tôi Dulas Durham, người đã ghi lại các bài giảng của tôi để tạo ra bản thảo đầu tiên. Tôi cảm tạ ông về những công sức đã đóng góp. Tôi cũng hàm ơn đệ tử Samaneri Sudama, có nghĩa là pháp lành, đã duyệt lại bản thảo để làm rõ hơn pháp chân thật của quyển sách. Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đến các nhà biên tập Brenda Rosen và John Leroy và người sắp mục lục Carol Rohr. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tất cả những thiền sinh có mặt tại hội Bavana, những người đã kiên nhẫn chịu đựng sự vắng mặt lâu ngày của tôi khi tôi bận viết quyển sách này. Nguyện cho tất cả đều được phần công đức của quyển sách nhỏ khi nó đến được với bao người đang đi tìm hạnh phúc. Bante Gunaratana Lời người dịch Năm 2006, khi tôi viết thư xin phép thiền sư Pante Guranatana để dịch quyển tự truyện cuộc đời ngài Hành trình đến chánh niệm Journey to Mindfulness Thiền sư không những đã từ bi hoan hỷ cho phép mà còn giới thiệu về quyển sách mới của ngài Eight Mindful Steps to Happiness Do duyên lành đó hôm nay bản dịch của quyển sách trên được đến tay độc giả với tựa Bác Chánh Đạo Con Đường Đến Hạnh Phúc bát chánh đạo một phần giáo lý cơ bản của Đức Phật mà gần như người Phật tử nào dầu vừa bước chân đến đạo cũng phải biết. Vậy thì bác chánh đạo dưới cái nhìn của một thiền sư tu chứng như sư Pante Gunaratana sẽ thế nào? Ta có thể học được gì thêm? Đó có lẽ cũng là ý nghĩ mạo muội của tôi khi bắt tay dịch quyển Eight Mindful Steps to Happiness. Nhưng từng trang, từng trang từng bước từng ngành của bác chánh đạo đã được thiền sư giảng giải cặn kẽ đến từng chi tiết thấu đáo với bao thí dụ mà lại đơn giản gần gũi biết bao ngồi đọc mà tôi như hình dung thấy khuôn mặt hiền từ của thiền sư đang ở trước mặt nhẹ nhàng hỏi con đã hiểu chưa con đã hiểu chưa thiền sư như không hề mệt mỏi khi phải nhắc đi nhắc lại cho độc giả giáo lý phải nắm những việc phải làm để đạt được giải thoát. Phải thực hành, phải áp dụng những giáo lý đã học, phải đến để thấy. Những lời nhắc nhở không bao giờ thừa đối với tôi, một Phật tử còn nhiều giải đãi Quyển sách đã đem lại nhiều lợi ích cho tôi, mong rằng nó cũng giúp ích cho bạn. Con xin đảnh lễ tạ ơn Thiền sư Bante Gunaratana đã viết quyển sách công phu này xin cảm ơn Tim McNeil và DJ Yoga ở nhà xuất bản Wisdom Publication luôn tạo cơ hội để chúng tôi được phép dịch các sách về Phật giáo. Cảm ơn em Trần Kim Mẫn đã chăm chỉ đánh máy bản dịch nháp. Và xin cảm ơn tất cả những người tử tế trong gia đình cũng như ngoài xã hội đã giúp tôi một cách trực tiếp hay gián tiếp để hoàn thành bản dịch. Bản dịch này vẫn còn nhiều sai sót, dĩ nhiên là từ sự yếu kém của bản thân người dịch mong các bậc tôn sư quý thầy cô đạo hữu độc giả chỉ bày thêm nhưng mùa Vu Lan nguyện đem công đức này hồi hướng cho ngoại cho cha mẹ cho chị Từ An Lý Thu Cúc những thân quyến bằng hữu đã mất đệ tử và tất cả chúng sanh nguyện đời đời kiếp kiếp được đi theo dấu chân Phật Diệu Liên Lý Thu Linh lời nói đầu ngay sau khi quyển sách mindfulness in plain english căn bản chánh niệm được phát hành một số bạn bè và đệ tử của tôi đã yêu cầu tôi viết thêm một quyển sách nữa về con đường đi đến hạnh phúc của đức phật một cách thật đơn giản quyển sách này là kết quả của lời yêu cầu đó quyển căn bản chánh niệm là một quyển sách hướng dẫn thiền một cẩm nang cho những ai thực hành thiền chánh niệm Tuy nhiên, chánh niệm chỉ là một phần trong giáo lý của Đức Phật. Chánh niệm có thể làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn, nhưng Đức Phật còn ban cho ta nhiều hơn thế nữa. Ngài trao cho chúng ta một cẩm nang mà Ngài đã tóm tắt trong bát chánh đạo để ta được hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ cần những cố gắng nhỏ để áp dụng tám bước này vào đời sống cũng sẽ mang đến cho ta hạnh phúc những cố gắng quyết liệt hơn sẽ chuyển hóa được ta và đưa ta đến những trạng thái hạnh phúc nhất, sản khoái nhất mà ta có thể đạt được. Bác chánh đạo rất dễ nhớ, nhưng ý nghĩa của chúng thâm sâu và đòi hỏi một sự hiểu biết về nhiều lĩnh vực liên quan trong giáo lý của Đức Phật. Ngay chính với những người đã biết qua bác chánh đạo, cũng có thể không nhận ra nó quan trọng như thế nào đối với tổng thể những lời dạy của Đức Phật hay họ có thể ứng dụng chúng như thế nào trong việc tu tập. Giống như quyển Chánh niệm căn bản, tôi đã cố gắng để trình bày giáo lý này một cách thật đơn giản để bất cứ ai cũng có thể thực hành tám bước này trong đời sống hàng ngày của họ. Tôi khuyên là bạn không nên đọc quyển sách này như một quyển tiểu thuyết hay như một tờ báo. Tốt hơn hết là trong lúc đọc, bạn hãy luôn tự hỏi mình, tôi có hạnh phúc không? và tìm hiểu về những gì bạn đã khám phá được đức phật khuyên chúng ta hãy đến để thấy ngài khuyên tất cả chúng ta hãy quan sát bản thân hãy trở về nhà hãy làm quen hãy đến gần hơn với thân và tâm và quan sát chúng đừng để mình lạc vào trong các quan điểm giả định về cuộc đời hãy cố gắng khám phá xem điều gì đang thực sự xảy ra chúng ta rất thích thu thập tài liệu cất giữ thông tin. Có lẽ bạn đã chọn quyển sách này để có thêm thông tin. Nếu bạn đã đọc qua các quyển sách Phật giáo phổ thông, hãy dừng lại và tự hỏi bạn mong đạt được điều gì từ quyển sách này. Có phải bạn chỉ muốn chứng tỏ với người khác về sự thông thái của mình trong lĩnh vực Phật giáo? Hay bạn hy vọng có thể đạt được hạnh phúc qua tri thức về giáo lý của Đức Phật? Chỉ có tri thức sẽ không giúp bạn tìm được hạnh phúc nếu bạn đọc những gì tiếp theo đây với lòng mong muốn đem những lời phật dạy về con đường đưa đến hạnh phúc vào thực hành để thực sự thể nghiệm những lời dạy của ngài hơn là một sự hiểu biết tri thức thì lúc đó những lời dạy rất đơn giản nhưng thâm sâu của đức phật sẽ trở nên rõ ràng dần dần sự thật tuyệt đối về tất cả các pháp sẽ hiển bày ra cho bạn và dần dần bạn sẽ khám phá ra hạnh phúc lâu dài mà sự hiểu biết toàn vẹn về chân lý có thể mang đến cho bạn nếu bạn cảm thấy khó chịu hay khổ đau về những gì bạn đọc trong quyển sách này thì phải tìm hiểu tại sao hãy nhìn vào bên trong hãy tự hỏi điều gì đang xảy ra trong tâm bạn hãy tự hỏi tại sao đôi khi chúng ta cảm thấy khó chịu khi ai đó cho ta biết rằng chúng ta vụng về như thế nào bạn có thể có rất nhiều thói quen xấu và những chướng ngại khác khiến bạn không được hạnh phúc. Bạn có muốn tìm hiểu về chúng và thay đổi chúng không? Thông thường, chúng ta có thể bực bội về những điều rất nhỏ mọn rồi đổ thừa cho một việc gì đó hay ai đó, một người bạn, thư ký, ông sếp, hàng xóm, con cái, anh chị em, cha mẹ hay chính phủ, vân vân. Ta thất vọng khi không có được điều mình muốn hay đánh mất cái mà ta trân quý. Chúng ta mang trong tâm một loại tâm lý bực dọc, nguồn gốc của phiền não, dễ bị hoàn cảnh hay suy nghĩ của ta kích động, rồi ta khổ đau và tìm cách ngăn chặn khổ đau bằng cách cố gắng thay đổi cả thế giới. Có một câu chuyện cổ xưa về người đàn ông muốn phủ cả thế giới với gia thuộc để ông có thể đi trên mặt đất một cách êm ái, ông ta không biết rằng làm một đôi giày da để mang sẽ dễ hơn biết bao tương tự thay vì tìm cách chế ngự cả thế giới để được hạnh phúc thì hãy cố gắng tu sửa để giảm bớt các tâm lý bực dọc của chúng ta nhưng bạn phải thực sự tu sửa mình không chỉ đọc hay suy tư về nó ngay cả việc hành thiền cũng không ít lợi chi nhiều nếu bạn không hành trì suốt trọn con đường nhất là những yếu tố quan trọng trong việc phát triển chánh kiến, tạo ra những cố gắng mạnh mẽ, sáng suốt và thực hành chánh niệm liên tục. Nhiều người ngồi trên gối thiền hàng giờ với tâm trí đầy đau khổ, sân hận, lo âu hay vọng tưởng, rồi họ lại nói: "Tôi không thể thiền, tôi không thể chú tâm." Đó là vì bạn vẫn mang cả thế giới trên vai khi tọa thiền và bạn không muốn đặt nó xuống. Tôi nghe rằng một đệ tử của tôi đang vừa đi vừa đọc quyển căn bản chánh niệm. Anh ta không chánh niệm mình đang ở đâu và đã bị xe tông. Lời gọi mời của Đức Phật rằng chúng ta hãy đến để thấy, đòi hỏi ta phải thực hiện những gì ta đã đọc ở đây. Hãy thực hành bát chánh đạo của Đức Phật ngay cả khi bạn đang đọc chúng. Đừng để những khổ đau làm bạn tâm tối. Nếu như bạn có đọc quyển sách này hàng trăm lần, nó cũng không giúp được gì cho bạn trừ khi bạn ứng dụng những điều được viết ra đây. Chắc chắn rằng, quyển sách này sẽ thật hữu ích nếu bạn hết lòng thực hành, quan sát thấu đáo những nỗi đau và tự nguyện làm bất cứ điều gì để đạt đến được hạnh phúc lâu dài. SỰ KHÁM PHÁ CỦA ĐỨC PHẬT Những tiến bộ kỹ thuật ào ạc, vật chất tăng cường, sự căng thẳng, cuộc sống và công việc chịu nhiều áp lực vì những thay đổi chóng mặt. Có phải đó là ở thế kỷ 21? Không, đó là thế kỷ thứ sáu trước công nguyên. Khoảng thời gian của những cuộc chiến tranh tàn sát, kinh tế hỗn loạn và sự xáo trộn những nếp sống đã được thành hình, giống như ngày nay. Trong những điều kiện tương tự như của chúng ta, Đức Phật đã khám phá ra con đường đưa đến hạnh phúc dài lâu khám phá này của ngài, một phương pháp rèn luyện tâm từng bước từng bước để đạt được sự tự tại là điều quan trọng hôm nay cũng như ở bất cứ lúc nào. Nhưng đem ứng dụng những khám phá của Đức Phật không phải là điều dễ dàng. Nó có thể kéo dài hàng năm. Yếu tố quan trọng nhất lúc bắt đầu là một ý chí mãnh liệt muốn thay đổi cuộc đời của bạn bằng cách chấp nhận những thói quen mới và tập nhìn thế giới một cách khác mỗi bước trên con đường đến hạnh phúc của Đức Phật đòi hỏi ta phải thực hành chánh niệm cho đến khi nó trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của ta. Chánh niệm là cách bạn tập cho mình trở nên ý thức về sự việc như chúng thực sự là. Với tâm luôn chánh niệm, bạn tiến lên qua 8 bước đã được Đức Phật đặt ra hơn 2.500 năm trước. Một sự rèn luyện nhẹ nhàng, từng bước để tận diệt khổ đau ai là người muốn rèn luyện như thế câu trả lời là bất cứ ai đã quá mỏi mệt với những khổ đau trong đời cuộc sống của tôi như thế này là tốt rồi tôi thấy đủ hạnh phúc rồi bạn có thể nghĩ như thế bất cứ cuộc đời nào cũng có những giây phút tự tại những giây phút của hỷ lạc nhưng về mặt khác thì sao phần mà bạn không muốn nghĩ đến khi mọi thứ không diễn ra một cách tốt đẹp những thảm họa, sự nuối tiếc, thất vọng, những đau đớn thể xác, sự buồn chán, cô đơn, hối hận, những cảm giác rây rứt khi nghĩ rằng có thể có một cái gì đó tốt hơn thế. Những điều này cũng xảy ra, có phải không? Hạnh phúc mong manh của chúng ta tùy thuộc vào sự việc xảy ra theo một cách nào đó. Nhưng cũng có một điều khác nữa. Một thứ hạnh phúc không tùy thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện, đức phật chỉ cho ta con đường đi đến hạnh phúc toàn vẹn đó nếu bạn sẵn lòng làm bất cứ điều gì để tìm được con đường thoát khỏi khổ đau và điều đó có nghĩa là bạn phải đối mặt với những cội rễ của tham sân ngay tại đây ngay giây phút này thì bạn có thể đạt được ý nguyện ngay đến như bạn chỉ là một người đọc tình cờ thì những lời dạy này cũng có thể hữu ích cho bạn nếu như bạn sẵn lòng thực hành những gì bạn thấy có ý nghĩa, nếu bạn nhận thấy điều gì đó đúng thì đừng bỏ qua, hãy hành động. Điều này nói thì dễ, nhưng thật ra không có gì khó hơn. Khi bạn tự nhủ rằng tôi phải chuyển hóa để được hạnh phúc hơn, không phải vì Đức Phật đã nói thế, mà vì trái tim bạn nhận ra được một chân lý thâm sâu thì bạn phải dốc hết sức lực để chuyển đổi cần có quyết tâm mạnh mẽ để chế ngự những thói quen xấu và phần thưởng dành cho bạn là hạnh phúc không chỉ trong hôm nay mà còn là mãi mãi hãy bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách xem xét hạnh phúc là gì tại sao nó quá khó nắm bắt và ta phải làm thế nào để bắt đầu cuộc hành trình trên con đường tiến đến hạnh phúc của đức phật ý nghĩa của hạnh phúc Ước muốn được hạnh phúc không xa lạ với chúng ta, nhưng nó vẫn luôn xa rời chúng ta. Được hạnh phúc có nghĩa là gì? Chúng ta thường tìm cách hưởng thụ dục lạc như ăn ngon hay giải trí, vì chúng đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Nhưng có thứ hạnh phúc nào vượt lên trên những giây phút khoái lạc chóng qua đó không? Nhiều người cố gắng sâu chuỗi lại thật nhiều những phút giây sung sướng dễ chịu để họ có thể gọi đó là một cuộc sống hạnh phúc lại có người cảm nhận được sự giới hạn của dục lạc tầm thường, đã đi tìm một thứ hạnh phúc lâu dài hơn với những tiện nghi vật chất, đời sống gia đình yên ổn. Tuy nhiên, các nguồn hạnh phúc đó cũng có những giới hạn của chúng. Khắp thế giới, nhiều người sống trong sự đau khổ vì đói. Những nhu cầu căn bản như được mặc, được ở của họ không được đáp ứng. Họ phải chịu đựng mối đe dọa thường xuyên của bạo lực. Cũng dễ hiểu thôi khi những người này tin rằng sự thoải mái vật chất sẽ mang đến cho họ hạnh phúc. Ở Mỹ, sự phân chia của cải vật chất không đồng đều có thể khiến nhiều người sống trong nghèo khó, nhưng sự đói khổ hay thiếu thốn như ở các quốc gia khác trên thế giới thì ít thấy. Mức sống của phần lớn công dân Mỹ rất cao, vì thế, người dân ở các quốc gia khác thường nghĩ rằng người Mỹ phải là những người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng nếu đến được Mỹ, họ sẽ nhìn thấy gì họ sẽ nhận thấy rằng người mỹ luôn bận rộn vội vã đến điểm hẹn luôn nói chuyện trên điện thoại di động bận rộn mua sắm thực phẩm áo quần làm việc rất nhiều giờ trong văn phòng hay các xưởng tại sao họ phải vội vã điên cuồng như thế câu trả lời rất đơn giản đó là dầu người mỹ dường như có tất cả họ vẫn rất khổ đau và chính họ cũng cảm thấy hoang mang vì điều này tại sao khi đã có cuộc sống gia đình ấm êm công việc đảm bảo nhà cửa khang trang đời sống nhiều chọn lựa tiền bạc đầy đủ mà họ vẫn không cảm thấy hạnh phúc họ nghĩ rằng chỉ có thiếu thốn những thứ trên mới khiến người ta đau khổ trái lại được sở hữu được xã hội công nhận có tình thương của bạn bè gia đình và những sự thoải mái thì ắt phải được hạnh phúc vậy thì tại sao người mỹ cũng như bao người khác ở khắp mọi nơi thường cảm thấy đau khổ hình như ngay chính những điều mà ta nghĩ sẽ mang hạnh phúc đến cho ta thực ra lại là nguồn gốc của khổ đau tại sao vì chúng không trường tồn các mối liên hệ rồi sẽ tan vỡ đầu tư có thể thất bại người ta mất việc con cái lớn lên rồi rời xa gia đình và các cảm giác bằng lòng, thỏa mãn có được từ việc sở hữu những thứ vật chất xa hoa, cũng như những giây phút khoái lạc, cùng lắm thì cũng chỉ là thoáng chốc. Vô thường có mặt ở khắp nơi quanh ta, đe dọa ngay chính những thứ mà ta nghĩ rằng ta cần để có được hạnh phúc. Một điều nghịch lý là chúng ta càng có nhiều, thì ta càng có thể đau khổ nhiều hơn. Ngày nay, con người càng có nhiều đòi hỏi tinh tế hơn, điều đó đúng, nhưng dù họ có bao nhiêu thứ vật chất của cải đẹp đẽ, đắt tiền, họ vẫn muốn hơn thế nữa. Và nền văn hóa tân tiến càng củng cố thêm lòng tham muốn này. Những gì bạn thật sự cần để được hạnh phúc, theo như các quảng cáo trên truyền hình hay trên những tấm biển quảng cáo nói, là phải có chiếc xe hơi mới sáng chói này, phải có chiếc máy vi tính siêu nhanh này, một chuyến nghỉ hè ở Hawaii đầy nắng và những thứ đó cũng có vẻ được như thế thật nhưng một cách ngắn ngủi người ta thường lầm tưởng cảm giác phấn chấn hào hứng có được từ việc sở hữu một món đồ mới hay những giây phút khoái lạc là hạnh phúc nhưng sau đó những ham muốn khác lại trỗi dậy khi màu da rám nắng đã phai khi chiếc xe mới đã bị trầy thì họ lại nghĩ đến những cuộc mua sắm khác việc họ không ngừng kéo nhau đến các khu thương xá mua sắm khiến họ không thể khám phá ra suối nguồn của hạnh phúc thực sự. Nguồn hạnh phúc Đức Phật đã miêu tả một số loại hạnh phúc, xếp chúng theo thứ tự, từ cái tầm thường nhất cho đến cái cao thượng nhất. Hạnh phúc thấp kém của sự bám víu Đức Phật xếp gần như tất cả những gì mà phần đông chúng ta gọi là hạnh phúc vào loại thấp. Ngài gọi đó là hạnh phúc của dục lạc chúng ta cũng có thể gọi đó là hạnh phúc của những điều kiện dễ chịu hay hạnh phúc của sự bám víu nó bao gồm tất cả những thứ hạnh phúc thế tục chóng qua có được sự đắm chìm trong dục lạc những sự thỏa mãn thân xác và vật chất như hạnh phúc được sở hữu của cải quần áo thời trang xe mới nhà sang sự hưởng thụ từ việc được nhìn cảnh đẹp thưởng thức âm nhạc món ăn ngon và những cuộc chuyện trò thú vị. Sự thỏa mãn vì có tài hội họa, chơi đàn hay những thứ đại loại như thế. Và hạnh phúc đến từ việc chia sẻ một cuộc sống gia đình đầm ấm. Chúng ta hãy nhìn thấu đáo hơn về hạnh phúc của dục lạc. Trạng thái thấp kém nhất của nó là sự hoàn toàn đắm chìm trong ngũ dục. Tệ nhất là khi quá đắm chìm trong trạng thái này có thể đưa đến sự trụy lạc, đồi bại và lệ thuộc có thể dễ dàng nhận ra rằng sự đắm chìm trong ngũ dục không phải là hạnh phúc, vì trạng thái khoái lạc nhanh chóng qua đi và còn có thể để lại cho người ta một cảm giác chán chường, hối tiếc. Đức Phật đã dạy rằng khi con người trưởng thành về mặt tâm linh, họ sẽ hiểu rằng trên đời có nhiều thứ cao quý hơn là ngũ dục. Ngài dùng hình ảnh của một đứa bé yếu đuối bị trói buộc bởi những sợi dây mong manh ở năm điểm: hai cùng tay hai cẳng chân và cổ họng cũng giống như năm sợi dây này, ngũ dục có thể trói buộc một đứa bé nhưng không thể làm gì đối với người trưởng thành vì họ có thể dễ dàng bứt thoát ra. Vì thế, một người có chánh niệm sẽ không bị dính mắc vào ý nghĩ muốn chìm đắm trong ngũ dục để họ có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa và hạnh phúc. Tuy nhiên, có những hạnh phúc thế tục vượt trên các dục lạc tầm thường như là thú đọc sách, xem phim hay là những hình thức giải trí khác nhằm làm phấn chấn tinh thần, hay những niềm vui thế tục cao cả như là giúp đỡ người, duy trì một gia đình hạnh phúc, nuôi dưỡng con cái, cũng như kiếm sống một cách lương thiện. Đức Phật cũng nhắc đến một vài loại hạnh phúc được chấp nhận hơn, đó là cảm giác hạnh phúc tự tại mà bạn có được khi sở hữu những vật chất của cải đã được tạo ra bằng chính sức lao động lương thiện khó nhọc của mình. Bạn sẽ tận hưởng tài sản của mình với một lương tâm trong sáng, không sợ bị trả thù hay xâm hại. Tốt hơn thế nữa là hạnh phúc của việc vừa hưởng thụ của cải mà bạn kiếm được một cách lương thiện, đồng thời chia sẻ nó với người khác. Một loại hạnh phúc tự tại đặc biệt khác nữa đến từ việc nhận ra rằng ta hoàn toàn không nợ bất cứ gì đối với bất cứ ai phần đông chúng ta ngay cả những người có ý thức nhất cũng coi những điều này như là cốt lõi của một cuộc sống đạo đức thế thì tại sao đức phật coi chúng như thuộc về loại hạnh phúc thấp kém nhất vì chúng phụ thuộc vào những điều kiện lý tưởng mặc dầu không thoáng qua như những khoái lạc nhất thời của ngũ dục và ít tổn hại nặng nề đến hạnh phúc dài lâu chúng không bền vững chúng ta càng dựa vào chúng càng chạy đuổi theo chúng và cố gắng bám víu vào chúng thì chúng ta càng thêm đau khổ. Nỗ lực của chúng ta sẽ tạo nên tâm lý bực dọc đau khổ và cuối cùng chứng tỏ rằng chúng vô ích, không thể tránh được sự thay đổi của hoàn cảnh. Dù ta có làm gì đi nữa, ta cũng bị tổn thương. Còn có những nguồn hạnh phúc cao cả hơn, bền vững hơn. Nguồn hạnh phúc cao thượng một trong những nguồn hạnh phúc này là hạnh phúc của sự xả ly một loại hạnh phúc tâm linh đến từ việc theo đuổi một điều gì đó vượt lên trên những niềm vui thế tục một thí dụ quen thuộc là niềm vui đến từ việc buông bỏ tất cả mọi lo lắng trong đời sống thế tục và theo đuổi đời sống độc cư ở những nơi thanh tịnh để phát triển tâm linh nguồn hạnh phúc đến từ sự nguyện cầu các nghi lễ tôn giáo và sự phát sinh tính tâm trong tôn giáo cũng thuộc về loại hạnh phúc này. Tâm rộng rãi là một hình thức xả ly mạnh mẽ, chia sẻ một cách rộng rãi những gì ta có và nhiều hình thức khác của xả ly đem lại cho chúng ta hạnh phúc. Đôi khi biết buông bỏ, ta cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu. Từ đó suy ra, nếu ta có thể buông bỏ hoàn toàn sự bám víu vào bất cứ điều gì trên thế gian thì sự buông bỏ rộng lớn này sẽ mang đến nhiều hạnh phúc hơn là những hành động xả ly không thường xuyên. Cao thượng hơn sự buông bỏ vật chất là hạnh phúc của việc buông bỏ các tâm lý bực bội. Loại hạnh phúc này phát sinh một cách tự nhiên khi ta rèn tâm buông bỏ một cách nhanh chóng những sân hận, ham muốn, bám víu, ghen tị, kiêu hãnh, nghi hoặc và các tâm lý bực bội khác mỗi khi chúng phát sinh. Dập tắt ngay khi chúng vừa phát sinh giúp tâm không vướng mắc đầy hỷ lạc trong sáng tuy nhiên không có gì bảo đảm rằng các uế nhiễm này sẽ không xuất hiện trở lại và không quấy nhiễu tâm ta tốt hơn nữa là những niềm vui và hạnh phúc vi tế trong các trạng thái thiền định sâu lắng trong những trạng thái này sầu não không thể phát sinh tuy những trạng thái định này có thể siêu việt và mạnh mẽ chúng vẫn có một yếu điểm lớn cuối cùng thì hành giả cũng phải xả thiền. Vì vạn pháp là vô thường, nên ngay chính các trạng thái thiền định sâu lắng cũng phải chấm dứt. Niềm hạnh phúc cao thượng nhất Hạnh phúc cao thượng nhất là niềm hỷ lạc đạt được qua các mức độ giác ngộ. Ở mỗi mức độ, gánh nặng cuộc đời được giảm nhẹ đi và chúng ta sẽ cảm nhận được sự giải thoát, hạnh phúc to lớn hơn. Giai đoạn cuối cùng của giác ngộ, sự giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả các trạng thái tâm tiêu cực, mang đến cho ta nguồn hạnh phúc tuyệt vời không gián đoạn. Đức Phật khuyên chúng ta phải tập buông bỏ những bám víu vào các loại hạnh phúc thấp kém và tập trung tất cả nỗ lực của chúng ta vào việc tìm ra chính cái hạnh phúc cao nhất, đó là sự giác ngộ. Nhưng Đức Phật cũng khuyến khích chúng sanh hãy phát huy đến cao độ hạnh phúc của họ ở bất cứ mức độ giác ngộ nào mà họ có thể đạt đến đối với những ai không thể nhìn thấy gì hơn là hạnh phúc dựa trên dục lạc ngài đưa ra những lời khuyên nghiêm chỉnh để họ tránh xa các phiền não thế tục và để họ tìm được nguồn hạnh phúc thế tục tối ưu nhất thí dụ bằng cách vung trồng những đức tính đưa đến sự thành công vật chất hay đời sống gia đình êm ấm đối với người có ý hướng cao hơn muốn được tái sinh vào những cõi thanh tịnh. Ngài chỉ cho họ phương cách để đạt được mục đích đó. Đối với những vị muốn đạt được mục đích cao nhất của sự giác ngộ viên mãn, Ngài dạy họ làm thế nào để thành tựu điều đó. Nhưng dầu theo đuổi bất cứ loại hạnh phúc nào, chúng ta cũng phải thực hành theo con đường của bác chánh đạo. Cái bẫy của khổ đau Đức Phật biết rằng sự chạy đuổi không mệt mỏi theo hạnh phúc trong dục lạc thế gian khiến chúng ta bị trói buộc vào cái vòng không cùng tận của nhân và quả của yêu và ghét mỗi ý nghĩ lời nói hay hành động là nhân đưa đến quả rồi quả ấy lại trở thành một nhân khác để chỉ cho chúng ta thấy cái vòng đau khổ đó vận hành như thế nào đức phật đã giải thích do duyên thọ ái sanh do duyên ái tìm cầu sanh, do duyên tìm cầu, lợi sanh, do duyên lợi, quyết định sanh, do duyên quyết định, tham dục sanh, do duyên tham dục, đam trước sanh, do duyên đam trước, chấp thủ sanh, do duyên chấp thủ, hà tiện sanh, do duyên hà tiện, thủ hộ sanh, do duyên thủ hộ, phát sanh một số ác, bất thiện pháp như tranh đấu, tranh luận đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ. Trích Kinh Trường Bộ, Hòa thượng Thích Minh Châu. Mỗi chúng ta đều phải trải qua những giai đoạn của vòng luân hồi sinh tử này trong đời sống hàng ngày. Thí dụ đang ở trong siêu thị, bạn nhìn thấy một chiếc bánh trông rất ngon với nhân màu đỏ, kem trắng điểm lên trên. Đó là chiếc bánh duy nhất còn lại. Dù chỉ ít phút trước đó, tâm bạn thanh tịnh tự tại thì khi nhìn thấy cảnh này đức phật gọi là sự tiếp xúc giữa các căn và các trần tâm khởi lên những suy tưởng và cảm thọ khoái lạc rồi tham muốn phát sinh từ lạc thọ ừm bánh dâu bàn tự nhủ với kem trứng đánh nổi phía trên tâm sẽ chạy đuổi theo và khai triển những ý nghĩ khoái lạc bánh dâu ngon lắm thơm biết chừng nào kem trứng kia tan trong miệng hẳn là rất tuyệt vời một quyết định tiếp theo sau tôi muốn ăn chiếc bánh đó rồi những bám víu tham đắm phát sinh chiếc bánh đó là của tôi có thể bạn sẽ nhận ra một sự bất ổn khi tâm bạn do dự trong chốc lát khi nó nghĩ đến những hậu quả tiêu cực của cái bánh đối với túi tiền hay vòng eo của bạn bỗng nhiên bạn nhận ra ai đó cũng ngưng lại ở quầy bánh và đang ngắm nghía chiếc bánh cái bánh của bạn bị chế ngự bởi lòng hẹp hòi bạn chộp ngay chiếc bánh tiến ra quầy thanh toán trong khi người khách kia trừng mắt phản đối một diễn tiến tiếp theo dầu thông thường khó xảy ra là vị khách hàng kia đuổi theo bạn đến tận chỗ đậu xe cố gắng giật cái bánh lại hãy tưởng tượng biết bao nhiêu hành vi bất thiện có thể xảy ra có thể là chửi rủa hay đánh nhau nhưng ngay cả khi không có một sự đối đầu trực tiếp nào hành động của bạn cũng khiến người kia phát sinh tâm bất thiện và đánh giá bạn là một người tham ăn như thế là tâm bình an của bạn đã bị hủy diệt một khi tham ái đã phát khởi trong tâm thì không thể tránh khỏi có những hành động ích kỷ hẹp hòi theo sau trong khi chạy đuổi theo bất cứ hạnh phúc nhỏ mọn nào một chiếc bánh dâu chúng ta cũng có thể hành động thô bạo và xém nữa tạo ra kẻ thù khi lòng tham ái là đối với một điều gì đó quan trọng hơn như của cải tài sản của người hay hành động tà dâm thì hậu quả còn tai hại hơn bạo lực càng nghiêm trọng hơn và những đau khổ triền miên có thể xảy ra nếu có thể đảo ngược lại vòng quay bắt đầu từ những hành động tiêu cực của chúng ta rồi đi ngược trở lại từng bước từng bước đến các nguyên nhân tâm và sinh lý thì ta có thể đoạn trừ khổ đau tận gốc ngọn của nó. Khi lòng ham muốn, sự bám víu đã được đoạn trừ, hoàn toàn bị xóa bỏ thì hạnh phúc mới được đảm bảo. Có thể chúng ta chưa biết phương cách để đạt được một điều như thế, nhưng khi đã nhận ra việc phải làm là chúng ta đã bắt đầu cuộc hành trình của mình. Từng bước tu tập. Giờ thì bạn có thể hiểu Tại sao chúng tôi nói rằng hạnh phúc thực sự chỉ đến khi tham ái đã được đoạn tuyệt? Ngay nếu như chúng ta nghĩ rằng việc đạt được hạnh phúc cao thượng nhất là không thực tế thì việc giảm thiểu tham ái cũng đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Càng có thể buông bỏ được lòng tham ái thì ta càng dễ dàng cảm nhận được hạnh phúc hơn. Nhưng làm thế nào để giảm bớt lòng tham ái? Chỉ ý nghĩ làm giảm thiểu lòng ham muốn Nói chi đến việc đoạn diệt nó cũng đã có thể khiến bạn thối chí. Nếu bạn biết rằng chỉ dùng ý chí để đẩy lùi ham muốn là hoài công thì bạn rất đúng. Đức Phật đã đưa ra một giải pháp tốt đẹp hơn, đó là từng bước tu tập theo bát chánh đạo. Phương cách phát triển từng bước theo con đường của Đức Phật ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của đời sống. Tiến trình này có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu bạn có thể bắt đầu từ chỗ của bạn và tiến tới từng bước một. Mỗi sự thay đổi tốt đẹp hơn trong hành vi hay hiểu biết đều dựa trên các bước đã qua. Trong số những người đã được nghe đức Phật thuyết pháp, có những vị với tâm dễ dàng tiếp thu đến nỗi, họ có thể đạt được hạnh phúc viên mãn ngay sau khi nghe lời dạy của đức Phật và từng bước tu theo lời hướng dẫn lần đầu tiên. Một số ít đã quá sẵn sàng đến nỗi tuy vừa nghe qua giáo lý siêu việt tứ thánh đế thì tâm họ đã hoàn toàn được giải thoát nhưng phần đông các đệ tử phật phải cố gắng thực hành các lời dạy thấu triệt từng bước trước khi chuyển sang bước tiếp theo nhiều vị phải mất hàng năm để vượt qua những chướng ngại trong sự hiểu biết trước khi họ có thể tiến đến một bậc cao hơn của sự hiểu biết phần đông chúng ta phải mất rất nhiều công sức để tự tháo gỡ mình ra khỏi những hành vi hay thái độ tự hại mình và hại người đã được hình thành qua bao năm tháng. Chúng ta phải chậm rãi bước theo con đường tu tập từng bước của Đức Phật với rất nhiều kiên nhẫn và khích lệ. Không phải ai cũng có thể thấu triệt mọi thứ ngay lập tức. Đến với sự phát triển tâm linh, tất cả chúng ta đều mang theo những kinh nghiệm quá khứ riêng và mức độ dốc tâm khác nhau. Đức Phật là một vị thầy tinh tế tuyệt vời, ngài biết rằng chúng ta cần có những hiểu biết căn bản rõ ràng trước khi có thể tiếp thu những giáo lý cao siêu hơn. Thuyết bát chánh đạo đưa đến hạnh phúc của Đức Phật gồm có ba giai đoạn được xây dựng dựa lên nhau, giới, định, tuệ. Giai đoạn đầu tiên, giới luật, bao gồm việc chấp nhận một số giá trị cơ bản và sống dựa theo chúng. Đức Phật hiểu rằng sự suy nghĩ, nói năng và hành động đúng theo giới luật – là những bước căn bản cần phải có trước khi tiến đến sự phát triển tâm linh cao hơn. Nhưng dĩ nhiên là chúng ta phải có một ít trí tuệ để biết rõ đạo đức là gì. Vì thế, Đức Phật bắt đầu bằng cách giúp chúng ta vun trồng cấp bậc cơ bản của chánh kiến, bước thứ nhất và chánh tư duy, bước thứ hai. Những khả năng tâm linh này giúp chúng ta phân biệt giữa ý nghĩ và hành động đạo đức hay vô đạo đức giữa những hành động thiện với những hành động làm hại mình và hại người xung quanh. Khi chánh kiến đã phát triển, chúng ta có thể bắt đầu đem sự hiểu biết mới mẻ của mình ra áp dụng bằng cách thực hành chánh ngữ, bước thứ ba, chánh nghiệp, bước thứ tư và chánh mạng, bước thứ năm. Những giai đoạn thực hành các hành động đạo đức tốt đẹp giúp tâm ta cởi mở, giải thoát khỏi các chướng ngại, hoan hỷ và tự tin. Khi các chứng ngại từ những hành động tiêu cực bắt đầu phai mờ đi, thì định mới có thể phát sinh. Định có ba giai đoạn. Đầu tiên là tránh tinh tấn. Bước thứ sáu, giúp tâm tập trung vào từng bước trên con đường đạo. Những sự cố gắng như thế đặc biệt cần thiết khi nhiều tư tưởng bất thiện khởi lên trong tâm khi chúng ta ngồi thiền. Tiếp theo là chánh niệm, bước thứ bảy, Muốn có tâm chánh niệm, đòi hỏi ta phải có sự chú tâm toàn vẹn từng phút để ta có thể kiểm soát được sự biến đổi của tâm pháp. Chánh định, bước thứ 8, cho phép chúng ta trụ tâm không gián đoạn trên một đối tượng hay một ý nghĩ nào đó. Vì đó là một trạng thái tâm tích cực, không sân hận hay tham luyến. Định mang đến cho ta một sức mạnh tâm linh mà ta cần để có thể nhìn thấu đáo hoàn cảnh thực sự của mình với giới luật làm nền tảng định sẽ phát sinh do có định giai đoạn thứ ba trên con đường của đức phật trí tuệ sẽ phát triển điều này mang chúng ta trở lại với hai bước đầu tiên trên con đường chánh kiến và chánh tư duy chúng ta bắt đầu cảm nghiệm trí tuệ bùng vỡ trong các hành động của mình chúng ta nhận ra mình đã tự tạo đau khổ cho bản thân như thế nào chúng ta nhận ra bằng ý nghĩ lời nói và hành động của mình ta có thể tự làm tổn thương bản thân và người khác như thế nào. Chúng ta nhận ra những sự giả dối của mình và đối diện với cuộc đời như nó thực sự là. Trí tuệ là ngọn đèn sáng soi cho chúng ta con đường giải thoát khỏi vòng trói buộc của khổ đau. Dù tôi đã trình bày con đường của Đức Phật như là một chuỗi của những giai đoạn liên tục nhau, thực ra nó vận hành theo một vòng tròn Giới định và tuệ hỗ trợ phát triển lẫn nhau. Mỗi bước trong bát chánh đạo cũng củng cố, phát huy các bước còn lại. Khi bạn bắt đầu thực hành cả quá trình, mỗi bước sẽ lần lượt mở ra và mỗi hành động thiện hay tuệ giác sẽ là động lực đưa ta đến bước kế tiếp. Trên bước đường tu tập đó, bạn sẽ có nhiều chuyển đổi, nhất là khuynh hướng đổ lỗi cho người khác về sự bất hạnh của mình. Với từng bước rẽ bạn sẵn sàng để chấp nhận trách nhiệm đối với ý nghĩ lời nói và hành động có chú ý của mình nhiều hơn thí dụ khi bạn áp dụng trí tuệ ngày càng phát triển của mình để thấu hiểu các hành động đạo đức bạn sẽ nhận thấy giá trị của tư tưởng và các hành động đạo đức này một cách sâu sắc dẫn đến những sự thay đổi trong cung cách hành động của bạn càng nhanh chóng hơn tương tự khi bạn có thể nhìn thấy rõ ràng hơn trạng thái tâm nào là hữu ích và trạng thái tâm nào là cần buông bỏ thì bạn sẽ đem sự tinh tấn của mình áp dụng đúng chỗ hơn và kết quả là tâm định của bạn trở nên sâu lắng hơn và tuệ giác được phát triển hỗ trợ cho sự thực tập. Khi bắt đầu đi theo con đường Phật dạy, dĩ nhiên là chúng ta sẽ muốn thay đổi cách sống, cách ứng xử để hỗ trợ cho việc tu tập của mình đây là một số những chuyển đổi mà chúng ta sẽ thấy rất lợi ích khi tiến bước trên con đường đạo chúng sẽ giúp ta chế ngự được những trở ngại trong công phu tu tập mà ta phải thực hiện theo các chương tiếp theo đừng nản chí một số những lời khuyên này có thể là những thử thách lớn mà chúng ta phải vượt qua trong một thời gian dài đơn giản hóa cuộc sống tốt nhất là chúng ta hãy bắt đầu bằng cách đánh giá một cách trung thực về những hoạt động quen thuộc hàng ngày xét xem chúng ta sử dụng thời gian của mình như thế nào hãy tạo ra thói quen thường tự hỏi mình công việc hay hoạt động này có thực sự cần thiết không hay nó chỉ là một cách để chúng ta tỏ ra bận rộn nếu ta có thể giảm bớt hay loại bỏ một số hoạt động ta sẽ được thanh tịnh yên tĩnh là những yếu tố cơ bản để tiến lên trên đường tu tập hiện tại có thể bạn đang có rất nhiều trách nhiệm đối với gia đình hay những người đang cần đến bạn thế cũng tốt nhưng hãy cẩn thận đừng để phải hy sinh những cơ hội thanh tịnh tâm và phát triển tuệ giác giúp người khác là điều quan trọng nhưng đức phật đã dạy rất rõ ràng chăm lo cho sự phát triển của chính mình là ưu tiên hơn cả hãy tập thói quen mỗi ngày dành ít thời gian cho riêng mình trong tĩnh lặng hơn là lúc nào cũng có mặt bên người khác nếu tất cả thời gian của bạn đều ở bên người khác bạn dễ bị vướng vào các hoạt động và những câu chuyện phù phiếm điều đó khiến ta khó duy trì sự hành thiền chánh niệm dù đang sống trong môi trường nào nếu bạn muốn phát triển sâu xa hơn sự hiểu biết và trí tuệ của mình thỉnh thoảng bạn phải tạm dừng các bổn phận để có thời gian cho riêng mình Dĩ nhiên, sự yên tĩnh bên ngoài không phải lúc nào cũng đủ. Ngay khi ở nơi yên tĩnh, chỉ có một mình, đôi khi chúng ta cũng tự thấy mình bị chế ngự bởi lòng sân hận, ganh ghét, sợ hãi, lo âu, căng thẳng, tham đắm và hoài nghi. Và cũng có những lúc tâm ta hoàn toàn tự tại, thanh tịnh, dầu quanh ta náo nhiệt, ồn ào. Đức Phật đã giải thích nghịch lý này như sau. Ngài dạy rằng, nếu ít có lòng chấp thủ hay tham đắm ta có thể sống yên tĩnh giữa đám đông ta có thể buông bỏ các ý niệm về sở hữu hay chiếm hữu những người ta yêu thương của cải công việc các mối liên hệ ràng buộc quan điểm và ý kiến ta bám víu vào tất cả những thứ này khi giảm thiểu được sự bám víu này ta tiến gần hơn đến sự giải thoát nội tại là bản chất của thanh tịnh Thanh tịnh thực sự chỉ có trong tâm ta. Một người với tâm giải thoát khỏi những ràng buộc của bám víu và sở hữu, theo Đức Phật, là người độc cư, và người mà tâm luôn chứa đầy ham muốn, sân hận và si mê là người sống có bầu bạn ngay cả khi họ sống một mình. Như thế, sự hỗ trợ tốt nhất cho việc tu tập của chúng ta là một tâm đã được rèn luyện. Có người tin rằng các nghi lễ truyền thống giúp tâm họ được thanh tịnh, đồng thời nhắc nhở họ điều gì thật sự là quan trọng. Bạn và gia đình có thể cùng cầu nguyện, đốt hương, trầm, đèn cầy hay dân hoa lên hình tượng Đức Phật mỗi ngày. Dù những nghi thức đơn giản mà trân trọng này sẽ không đem lại giác ngộ cho bạn, nhưng chúng có thể là những dụng cụ hữu ích để chuẩn bị tâm cho sự thực hành chánh niệm hàng ngày. rèn luyện sự tự kiềm chế. Một cuộc sống nề nếp, kỷ luật cũng có thể là một nguồn hạnh phúc. Hãy quan sát kỹ môi trường quanh bạn. Nếu phòng ngủ của bạn đầy quần áo dơ, nếu trên bàn làm việc của bạn ngổn ngang sách vở, giấy tờ, đĩa vi tính, báo cũ, và nếu chén dĩa từ tuần trước vẫn còn đầy trong bếp, thì làm sao tâm bạn có ngăn nắp? Sự tu tập phát triển từ ngoài vào trong hãy dọn dẹp nhà cửa cho sạch trước rồi mới hướng vào trong để quét sạch bụi bặm của tham sân si có được một cơ thể khỏe mạnh cũng đem lại lợi ích cho sự tu tập yoga hay các hình thức thể dục khác cũng góp phần làm cho tâm khỏe một ngày hãy đi bộ ít nhất một lần đi bộ vừa là một môn thể thao tốt vừa là một cơ hội để thực tập chánh niệm một mình trong im lặng một nguồn dinh dưỡng đầy đủ và điều độ cũng hỗ trợ cho sự tu tập tâm linh. Hãy ăn sáng thật đầy đủ, bữa trưa vừa đủ và bữa tối nhẹ sẽ khiến bạn dễ chịu hơn vào sáng hôm sau. Có câu cổ ngữ rằng, hãy ăn sáng như một hoàng đế, chia sẻ bữa trưa với bạn bè và tặng bữa tối cho kẻ thù. Tuy nhiên, tôi phải nói thêm rằng, bạn không nên làm gì để có hại cho kẻ thù của bạn các loại thức ăn nhanh, rượu, cà phê và những chất kích thích khác sẽ khiến ta khó chú tâm. Hãy ăn để sống, đừng sống để ăn. Đừng biến việc ăn uống thành một thói quen không chánh niệm. Nhiều hành giả tham gia thực hành việc thỉnh thoảng bỏ bữa không ăn đã nhanh chóng chứng minh được rằng khi ta nghĩ là mình đói, thật ra chỉ là thói quen. Cuối cùng, hãy tự rèn luyện để hành thiện mỗi ngày. Hành thiền mỗi buổi sáng ngay sau khi bạn vừa thức dậy hoặc buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn tiến bộ. Nếu không thể duy trì sự hành thiền đều đặn, hãy tự hỏi mình tại sao? Có thể vì bạn còn nghi ngờ tầm quan trọng của thiền hay sợ rằng nó sẽ không giúp bạn giải quyết được các vấn đề của mình. Hãy quan sát sự sợ hãi và hoài nghi của bạn một cách thấu triệt. Hãy đọc những câu chuyện đời của Đức Phật và những người đã tu thiền để đạt được hạnh phúc vĩnh hằng. Hãy nhớ rằng, Duy chỉ có bạn mới là người có thể thay đổi cuộc đời mình tốt đẹp hơn và thiền đã chứng tỏ sự hiệu nghiệm của nó đối với không biết bao nhiêu người. Sau đó, hãy tập tự kiềm chế một ít, nhất là lúc ban đầu, để duy trì kỷ luật của việc mỗi ngày thường xuyên hành thiền. Vung trồng tâm thiện vun trồng tâm thiện, bố thí, kiên nhẫn, tính tâm và các đức tính khác là bước khởi đầu trong sự đánh thức tâm linh. Bố thí được tất cả mọi truyền thống tôn giáo truyền dạy, nhưng đó là một trạng thái tâm mà tất cả mọi chúng sanh đều có sẵn từ vô thủy. Ngay cả thú vật cũng chia sẻ đồ ăn cho nhau. Khi biết chia sẻ, bạn cảm thấy vui sướng và rất hoan hỷ mỗi khi nhớ lại niềm vui của người nhận. Ngoài ra, cần rèn luyện tánh nhẫn nại nhẫn nại chịu đựng không có nghĩa là để cho người khác được tự do lạm dụng bạn nó có nghĩa là hãy bình tĩnh để diễn đạt mình một cách hữu hiệu đúng thời đúng nơi đúng lời và đúng việc nếu bạn vội vã tuôn ra điều gì đó bạn có thể sẽ phải hối hận về những gì bạn đã nói hoặc làm thương tổn cho người khác nhẫn nại cũng có nghĩa là cố gắng để hiểu người khác với tất cả khả năng của mình hiểu lầm nghĩ sai và hoài nghi gây tổn thương và bất mãn hãy nhớ rằng người khác cũng có nhiều vấn đề như bạn có thể còn hơn nữa người tốt đôi khi ở trong hoàn cảnh bất lợi cũng có thể nói hay làm những điều thiếu chánh niệm nếu bạn có thể giữ bình tĩnh hoặc dù bị khiêu khích bạn có thể tránh được sự bực tức và bạn sẽ thông cảm sâu sắc hơn với những hoàn cảnh của đồng loại cố gắng đừng đổ lỗi cho người khác về sự bất hạnh của mình hay hy vọng kẻ khác sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc hãy nhìn vào bên trong khám phá ra tại sao bạn đau khổ và tìm cách để khắc phục người bất hạnh thường khiến người khác cũng đau khổ nhưng nếu quanh bạn là những người không hạnh phúc bạn vẫn có thể duy trì tâm bình an bằng cách giữ tâm càng trong sáng càng tốt và sự nhẫn nại cũng như sự hiểu biết của bạn có thể làm họ được vui hơn cuối cùng hãy tin tưởng vào khả năng tìm được hạnh phúc lâu dài của bạn điều này bao gồm lòng tin vào giáo lý của tôn giáo của bạn vào bản thân vào công việc vào bạn bè và vào tương lai tính tâm giúp ta có một thái độ sống lạc quan bạn có thể phát triển tính tâm qua việc quan sát những kinh nghiệm của bản thân bạn đã có tự tin về nhiều khả năng của mình hãy tin vào những khả năng bạn chưa có được tìm minh sư và học hỏi giáo lý một trung tâm dạy thiền uy tín và một vị thiền sư thật lòng muốn giúp bạn là những sự hỗ trợ rất quan trọng bạn không cần một vị thầy đòi hỏi sự phục tùng hay hứa hẹn các quyền lực thần thánh bạn nên tìm người có hiểu biết hơn bạn người mà cuộc đời họ là một tấm gương cho bạn và bạn có thể phát triển một mối liên hệ lâu dài tốt đẹp với người đó. Có thể bạn phải trải qua nhiều năm để đi theo con đường đạo của Đức Phật trong một số trường hợp vài kiếp sống. Hãy chọn người dẫn đường cho bạn một cách khôn ngoan. Đức Phật đã mô tả một vị thầy lý tưởng như là một người bạn tốt, một người như thế sẽ ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, từ bi thực sự quan tâm và mến trọng bạn. Một người bạn tốt không bao giờ yêu cầu bạn phải làm điều gì sai trái mà lúc nào cũng khuyến khích bạn làm việc phải và sẵn sàng giúp đỡ bạn khi cần. Một người bạn tốt là người có học và hiểu biết, sẵn sàng chia sẻ sự hiểu biết với bạn không chút ngại ngùng. Hãy quan sát một vị có thể là thầy của bạn một cách cẩn thận, hành động quan trọng hơn lời nói. Tiếp xúc thường xuyên với người đã đi theo con đường của Phật ít nhất là hơn 10 năm là một cách tốt để bạn tự đánh giá xem giáo lý đó có hữu hiệu. Giống như một nghệ nhân truyền nghề cho đệ tử, không chỉ các kỹ thuật về nghề mà cả những đức tính cần có để hành nghề. Một vị thầy tốt cũng thế, vừa hướng dẫn bạn tu tập, vừa giúp bạn những sự thay đổi cần thiết trong cách sống để hỗ trợ cho sự tu tập của bạn nếu bạn thực sự muốn tìm hạnh phúc hãy kiên nhẫn và tinh tấn để theo học một vị thầy như thế sau đó hãy tuân theo những phương pháp tu tập từng bước mà đức phật đã mô tả căn bản sự tu tập từng bước gồm có việc rèn luyện thế nào để lắng dịu tâm quan sát tư tưởng và hành động của mình rồi biến chúng thành công cụ giúp ta thiền quán và chánh niệm đó là một quá trình cần có thời gian không thể hấp tấp một lý do tại sao nhiều người bỏ dở việc tu thiền đó là vì họ không dành thời gian để tạo dựng nền móng cho sự tu tập hữu hiệu cuối cùng hãy dành thời gian để học và thảo luận về giáo lý của đức phật sách vở rất nhiều cũng như là các nhóm thảo luận hay các lớp giáo lý bạn cũng có thể trao đổi về giáo lý của đức phật trực tuyến hay qua thư điện tử đọc hay thảo luận về giáo lý của đức phật không bao giờ là lãng phí thời gian có thể những điều kiện để tiến bộ này có vẻ quá tầm thường, nhưng rất ít người trong chúng ta biết sống một cách bình lặng. Ăn uống điều độ, thể dục thường xuyên và sống một cách đơn giản. Càng ít hơn nữa những người biết tìm đến học hỏi với một vị thầy có khả năng, thường xuyên tìm hiểu, trao đổi về những điều Phật dạy và hành thiền mỗi ngày. Dầu ở đây, cuộc sống đơn giản, biết đủ, được đề cao nhưng không có nghĩa là bạn không thể bắt đầu đi theo con đường của phật ngay bây giờ bất kể phong cách sống của bạn như thế nào chúng chỉ đơn giản cảnh báo cho bạn những gì cần phải thực hiện qua năm tháng hay đôi khi là những kiếp người để tiến lên hạnh phúc cao cả nhất khởi đầu của sự thực hành chánh niệm những sự thay đổi trong cách sống được bàn đến trong những trang trước đây chỉ nhằm một mục đích giúp bạn biến chánh niệm thành một phần trong đời sống. Chánh niệm là phương pháp duy nhất để vun trồng sự tỉnh thức trong từng giây phút về bản chất thực sự của vạn pháp. Qua sự tiếp xúc với thân tâm, có thể bạn đã biết đó là thiền minh sát, là một kỹ năng bạn cần phát triển và sử dụng xuyên suốt mọi giai đoạn trên con đường đưa đến hạnh phúc của đức Phật. Sau đây là một số lời khuyên để bắt đầu sự tu tập thiền minh sát. Tọa thiền Thời điểm tốt nhất để hành thiền là vào sáng sớm, trước khi bạn bắt đầu công việc trong ngày. Một nơi yên tĩnh là lý tưởng nhất, nhưng trên thế giới này khó có nơi đâu không có tiếng ồn. Vì thế, chỉ cần một nơi thích hợp cho việc hành thiền và một chiếc gối thiền êm ái. Tiếp đến, chọn một thế ngồi hành thiền. Tốt nhất nhưng khó nhất là thế ngồi hoa sen, kiết già. Tréo hai chân, đặt bàn chân phải lên đùi trái và ngược lại lòng bàn chân hướng lên trên hai bàn tay chồng lên nhau đặt dưới rốn tựa trên đùi nâng đỡ thân trên sống lưng thẳng cầm ngẩng lên nếu không thể ngồi theo thế hoa sen thì ngồi bán già đặt bàn chân phải qua đùi trái hay ngược lại đầu gối chạm sàn rồi cúi người về phía trước đẩy gối vào phía sau nếu đầu gối khó chạm sàn thì đặt một đùi lên chỗ gặp đầu gối của chân kia. Bạn cũng có thể ngồi đặt chân này trước chân kia hay ngồi thiền trên một ghế đổ nhỏ, giống như những cái ghế bạn thường thấy trong các thiền đường. Nếu tất cả đều quá khó, bạn có thể ngồi trên ghế bình thường. Sau khi đã chọn một trong những thế ngồi này, hãy thẳng lưng lên để giúp ngực căng dễ dàng khi bạn hít thở. Tư thế của bạn phải tự nhiên, mềm dẻo, không gồng cứng. Hãy chọn một vị thế cẩn thận, vì quan trọng là bạn không được sửa thế ngồi cho đến cuối buổi tọa thiền. Tại sao quan trọng vậy? Giả sử bạn chuyển đổi thế ngồi vì không được thoải mái, sau một lúc, thế ngồi mới cũng trở nên khó chịu, thế là bạn cứ chuyển đi đổi lại từ vị thế này sang vị thế khác suốt buổi tọa thiền thay vì cố gắng đạt được một mức định sâu xa hơn. Hãy rèn luyện sự tự kiềm chế và giữ nguyên thế ngồi ban đầu. Hãy quyết định từ lúc đầu là bạn sẽ ngồi thiền trong bao lâu. Nếu bạn chưa bao giờ hành thiền, thì hãy bắt đầu với khoảng 20 phút. Khi bạn đã tiếp tục thực hành thêm, dần dần bạn có thể tăng thêm thời lượng ngồi thiền. Điều đó tùy thuộc vào việc bạn có bao nhiêu thời gian và bạn có thể ngồi trong bao lâu mà bạn không thấy đau đớn khi ngồi bạn nên nhắm mắt lại như thế sẽ giúp bạn chú tâm hơn tâm trước lúc hành thiền giống như một ly nước bùng nếu bạn giữ cho cái ly đứng yên bùng sẽ lắng xuống và nước trở nên trong tương tự nếu bạn có thể yên lặng giữ thân không chuyển động và chú tâm vào đề mục thiền quán thì tâm bạn sẽ lắng động và bạn sẽ bắt đầu chứng nghiệm được niềm vui của việc hành thiền đối phó với cái đau giả sử rằng bạn đã tuân theo những lời hướng dẫn về các tư thế và đang ngồi tọa thiền trong một tư thế dễ chịu nhất nhưng không lâu sau bạn sẽ nhận ra rằng sự thoải mái đã biến mất rồi cái đau kéo đến và bạn đánh mất quyết tâm ban đầu sự kiên nhẫn và lòng nhiệt thành để ngồi thiền điều này có thể làm bạn nản chí nhưng hãy an tâm rằng sự đau đớn khó chịu phần lớn là do ta thiếu thực hành nó sẽ giảm bớt theo thời gian thực hành và bạn sẽ thấy là bạn có thể chịu đựng nó dễ dàng hơn vì thế hãy để sự đau đớn khó chịu trở thành một dấu hiệu để bạn hâm nóng lòng quyết tâm thực hành của mình nếu sự đau đớn xảy ra do bệnh nơi thân giống như là đĩa đệm hay một thương tật cũ, thì bạn nên thay đổi thế ngồi, có thể chuyển đến ngồi ghế. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy đau đớn tại một nơi thân thể bình thường, khỏe mạnh, thì tôi khuyên bạn hãy làm như sau. Cách hữu hiệu nhất mà cũng khó khăn nhất để đối phó với sự đau đớn là quán sát nó. Hãy hòa mình với cơn đau, hãy có mặt với cơn đau, cảm nhận nó và không nghĩ đến nó như cái đau của tôi cái đầu gối của tôi cổ của tôi chỉ quán sát cái đau thật sát sao để xem điều gì xảy ra cho nó lúc đầu sự đau đớn có thể gia tăng khiến chúng ta sợ hãi thí dụ đầu gối của bạn có thể bắt đầu đau đến nỗi bạn sợ rằng chân bạn sẽ bị hoại tử phải cắt bỏ đi khiến bạn tự hỏi làm sao bạn có thể sinh sống với chỉ một chân đừng lo sợ. Tôi chưa bao giờ thấy ai phải cưa chân vì hành thiền. Khi sự đau đớn mà bạn quán sát đạt đến tột đỉnh, nếu bạn kiên nhẫn chịu đựng thêm, thí dụ 5 phút nữa, bạn sẽ thấy sự đau đớn khủng khiếp có thể nguy hiểm tới tánh mạng này bắt đầu tan biến. Cảm giác đau đớn sẽ chuyển thành trung tính và bạn sẽ khám phá ra rằng ngay cảm giác đau đớn cũng là vô thường. Bạn có thể dùng một phương pháp tương tự như thế với những nỗi đau tâm lý, có thể là mặc cảm tội lỗi hay một ký ức kinh hoàng nào đó. Đừng cố gắng để lùi nỗi đau đi, hãy đón nhận nó, có mặt với nó, với ngay cả những cảnh tượng hải hùng tái diễn trong tâm bạn. Đừng để bị cuốn hút theo vọng tưởng, chỉ tiếp tục quan sát nỗi đau tinh thần đó, để nhìn thấy nó dần dần vỡ ra, giống như nỗi đau thể xác khi sự vỡ hòa xảy ra nỗi đau biến mất bạn có thể cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều một sự bình an và thư giãn xuất hiện dĩ nhiên nỗi đau thể xác hay những ký ức đau đớn có thể lại phát khởi nhưng một khi bạn đã phá vỡ được cái đau vật lý hay tâm lý đó thì nó sẽ không bao giờ trở lại với cùng một mức độ như trước và lần sau khi bạn tọa thiền bạn sẽ có thể ngồi lâu hơn trước khi cái đau xuất hiện Phương pháp thứ hai đối phó với cái đau là so sánh nó với những nỗi đau mà bạn đã trải qua trong cuộc đời. Cái đau hiện tại, mặc dù ngay bây giờ nó có vẻ quá to lớn, nhưng nó chỉ là một phần nhỏ của những cái đau mà bạn đã trải qua và bạn đã chịu đựng nhiều cái còn tệ hại hơn. Và cũng đừng quên cảm giác khổ đau vi tế ẩn sâu luôn ám ảnh bạn ngày và đêm khi so sánh với những nỗi đau khác. Cái đau nhỏ trong chân bạn không lớn lao gì, cũng đáng công chịu đựng vì nó sẽ giúp ta chế ngự được những nỗi đau to lớn hơn trong cuộc đời. Cái đau này khác chi một cái gai nhỏ găm vào tay, khi lấy cái gai ra, nó làm ta đau nhiều hơn, tuy nhiên, bạn phải chấp nhận để tránh cái đau đớn hơn sau đó. Cũng thế, bạn có thể chịu đựng cái đau ngồi thiền để giúp bạn thoát khỏi những phiền não lớn lao hơn trong tương lai một phương pháp khác nữa là nghĩ đến nỗi đau mà người khác đang phải hứng chịu hiện tại rất nhiều người đang đau khổ với những nỗi đau thể xác hay tinh thần do bệnh hoạn đói khát giả dầu chia ly với người thân yêu và những vấn đề nghiêm trọng khác hãy tự nhắc nhở rằng so sánh với những nỗi đau khổ đó thì cái đau của bạn không đến nỗi nào Cách thứ tư là không để ý đến cái đau. Bạn trú tâm hướng đến hơi thở. Để giúp bạn trú trong hơi thở, bạn có thể thở nhanh vài cái. Đề nghị cuối cùng của tôi khi tất cả mọi thứ khác đều thất bại là chuyển động một cách rất chánh niệm. Từ từ di chuyển các bắp thịt để xem đâu có được giảm bớt với sự chuyển đổi tư thế nhỏ nhất. Nếu bạn đau ở phía sau, hãy nhớ rằng Lưng sẽ bị đau nếu bạn trồm về phía trước. Nếu bạn thấy căng thẳng ở lưng, trước hết hãy dùng tâm quan sát về tư thế của bạn, hãy thư giãn rồi nhẹ nhàng thẳng lưng lên. Đau ở đầu gối hay mắt cá cần một phương cách đặc biệt. Vì bạn không muốn làm tổn hại đến các dây chằng. Nếu bạn nghĩ đau là do dây chằng thì trước hết hãy cố gắng co duỗi một cách có chánh niệm những cơ ở trên và dưới của khớp mà không di chuyển hay thay đổi thế ngồi nếu làm thế cũng không thấy đỡ thì hãy cử động chân một cách nhẹ nhàng chỉ vừa đủ để giảm căng thẳng trên các dây chằng có thể bạn tự hỏi không biết chịu đựng đau đớn như thế để được gì tôi hành thiền để đoạn diệt khổ đau tại sao tôi lại phải chịu khổ nhiều hơn khi tọa thiền hãy nhớ rằng đây là loại đau khổ có thể dẫn đến sự đoạn diệt tất cả mọi khổ đau khác khi bạn quan sát một cách chánh niệm cái đau khi nó phát sinh, rồi qua đi và cảm nhận được cảm giác sung sướng tiếp theo sau khi nó biến mất, thì bạn đạt được sự tự tin về khả năng chịu đựng đau đớn của mình. Quan trọng hơn nữa, vì sự trải nghiệm đau đớn này là tự nguyện và chủ tâm, nó là một phương cách hữu hiệu để tự rèn luyện bạn sẽ đủ sức chịu đựng những nỗi đau đớn lớn hơn trong cuộc đời. Hãy kiên nhẫn. Có thể trước đây bạn chưa bao giờ ngồi thiền hay chỉ thỉnh thoảng thực hành. Có thể bạn đã quen ngồi trên ghế hay sofa. Dĩ nhiên, bạn sẽ cảm thấy đau khi lần đầu ngồi thiền trên sàn nhà. Bạn đã từng leo núi hay cưỡi ngựa chưa? Bạn có nhớ cơ thể mình cảm thấy thế nào trong lần đầu tiên và ngày hôm sau thân thể đau đớn thế nào không? Tuy nhiên, nếu bạn leo núi hay cưỡi ngựa mỗi ngày, không lâu sau bạn sẽ thành thục và không còn đau đớn nữa hành thiền cũng thế bạn chỉ phải thực hành liên tục mỗi ngày và không thay đổi thế ngồi hãy chú tâm một phương cách tốt để an tịnh tâm là chú tâm vào hơi thở hơi thở lúc nào cũng có mặt bạn không cần phải khó khăn để tìm kiếm hơi thở vì nó luôn vào ra nơi mũi hơi thở cũng không phụ thuộc vào cảm xúc suy nghĩ hay sự lựa chọn nào, trú tâm và hơi thở là một phương cách hữu hiệu để vuông trồng trạng thái tâm trung tính. Bạn nên bắt đầu mỗi thời khóa tọa thiền với tâm từ bi. Một số người rất dễ dàng phát khởi tâm từ bi đến tất cả mọi chúng sanh, nhưng thông thường bạn cần phải có một phương pháp để làm được như thế. Hãy bắt đầu với chính bản thân rồi sau đó dần dần phát triển tâm từ bi rộng lớn để bao gồm tất cả chúng sanh tôi khuyên các bạn hãy đọc lời nguyện sau đây một cách thầm lặng trong tâm hay thành tiếng nguyện cho tôi được mạnh khỏe hạnh phúc và bình an nguyện cho tôi không gặp chướng ngại không bị tổn hại không gặp khó khăn luôn được thành công nguyện cho tôi có lòng nhẫn nại can đảm hiểu biết và quyết tâm để đối đầu và chế ngự những khó khăn trở ngại và thất bại không thể tránh trong cuộc đời sau đó, hãy lặp lại và thay những chữ tôi với những từ khác, bắt đầu với cha mẹ của bạn. Nguyện cho cha mẹ tôi được sức khỏe, hạnh phúc và bình an, nguyện cho họ không bị tổn hại, vân vân. Sau đó, lặp lại đoạn kinh trên cho các sư trưởng của mình. Nguyện cho các vị thầy của tôi được mạnh khỏe, vân vân. Rồi đến thân quyến, bạn bè của bạn, đến những người không liên hệ những người mà bạn không thương hay ghét, đến kẻ thù của bạn và cuối cùng là đến tất cả mọi chúng sanh. Cách thực hành đơn giản này sẽ giúp bạn dễ dàng chú tâm khi hành thiền và cũng giúp bạn chế ngự bất cứ sân hận nào có thể phát khởi khi bạn đang ngồi thiền. Sau đó, hãy hít ba hơi thở sâu. Khi bạn hít vào và thở ra, hãy ghi nhận sự căng lên và xẹp xuống nơi bụng, trên, dưới và ngực hãy hít thật sâu để căn phòng cả ba vị trí này trên cơ thể sau đó thở lại bình thường để hơi thở ra vào một cách tự nhiên nhẹ nhàng không gắng sức chú tâm vào cảm giác nơi mũi khi hơi thở vào ra phần đông ghi nhận hơi thở nơi mũi dễ dàng hơn tuy nhiên có người lại thích chú tâm vào cảm giác khi hơi thở phả ra trên môi hay trong mũi hay trong hốc mũi tùy thuộc vào cấu trúc của mặt sau khi đã chọn một nơi để chú tâm thì chỉ ghi nhận cảm giác hơi thở vào ra ở nơi đó khi chú tâm vào hơi thở bạn sẽ cảm nhận được sự bắt đầu ở giữa và đoạn cuối của mỗi hơi thở vào và mỗi hơi thở ra bạn không cần phải cố gắng nhiều để nhận ra ba giai đoạn của hơi thở khi một hơi thở vào đã hoàn tất và trước khi thở ra có một điểm dừng ngắn hãy ghi nhận nó và ghi nhận sự bắt đầu của hơi thở ra. Khi hơi thở ra hoàn tất, cũng có một sự nghỉ ngắn trước khi hơi thở vào bắt đầu. Hãy ghi nhận điều này. Hai khoảng ngưng này xảy ra rất nhanh chóng đến nỗi có thể bạn không để ý đến chúng. Nhưng khi bạn chánh niệm, bạn sẽ nhận ra được. Lúc bắt đầu, có thể cả hơi thở vào và hơi thở ra đều dài. Hãy ghi nhận điều đó mà đừng suy nghĩ hay nói hơi thở vào dài hơi thở ra dài khi bạn ghi nhận được cảm giác của hơi thở vào ra thân bạn trở nên khá an tĩnh rồi có thể hơi thở của bạn trở nên ngắn hãy ghi nhận hơi thở ngắn cảm giác thế nào lần nữa không nói hơi thở ngắn rồi ghi nhận cả quá trình của hơi thở từ lúc bắt đầu cho đến khi chấm dứt có thể giờ hơi thở đã trở nên nhuần nhuyễn thân và tâm trở nên tĩnh lặng hơn trước đó hãy ghi nhận cảm giác tĩnh lặng và bình an này. Mặc dù cố gắng chú tâm vào hơi thở, tâm bạn vẫn có thể đi lang thang. Bạn có thể nhận ra rằng mình đang nhớ lại những nơi mình đã đến, những người mình đã gặp, bạn bè lâu không gặp. Một cuốn sách bạn đã đọc từ lâu, vị của một món ăn mà bạn đã dùng hôm qua. Ngay khi bạn vừa nhận ra tâm mình không còn trụ nơi hơi thở, hãy đem nó trở lại và buộc chặt nó ở đó một cách chánh niệm có người dùng phương pháp đặt tên cho những sự kiện xảy ra trong đầu khi đang thiền quán thí dụ thiền sinh có thể ghi nhận việc suy tưởng và nói trong đầu suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ khi nghe một tiếng động thiền sinh nghĩ nghe 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 tôi không khuyên bạn dùng phương pháp này những sự việc mà bạn muốn đặt tên có thể xảy ra quá nhanh chóng đến nỗi bạn không có thì giờ để đặt tên chúng việc đặt tên phải mất thì giờ thì giờ để tư tưởng phát sinh hay cảm giác xảy ra thì giờ để nghĩ ra từ để diễn tả những gì bạn nhận biết bạn không thể đặt tên một điều gì đó khi nó đang xảy ra bạn chỉ có thể đặt tên sau khi nó đã xảy ra chỉ nhìn chúng khi chúng xảy ra và ghi nhận chúng vậy cũng đủ rồi. Chánh niệm rèn luyện cho bạn sự ý thức trực tiếp. Nó giúp bạn loại trừ các trung gian như từ ngữ hay khái niệm. Khái niệm và từ ngữ xuất hiện sau sự ý thức để giúp bạn diễn đạt ý nghĩ và cảm giác. Tuy nhiên, trong thiền, bạn không cần phải diễn tả bất cứ điều gì cho bất cứ ai. Bạn chỉ cần biết rằng khi thấy chỉ là thấy, khi nghe chỉ là nghe, xúc chạm chỉ là xúc chạm biết chỉ là biết như thế cũng đủ rồi một phút chánh niệm khi rời khỏi chiếu thiền hãy quyết tâm suốt ngày sẽ để dành một phút trong mỗi giờ hành thiền bạn có thể tự hỏi mình có thể làm gì trong một phút còn không đủ để tìm tòa cụ ngồi thiền đừng lo lắng về việc đi tìm tòa cụ cứ ở ngay nơi đó dù bạn đang ngồi đứng hay nằm điều đó không quan trọng hãy dành 59 phút của mỗi giờ để làm bất cứ điều gì bạn làm trong ngày. Nhưng trong một phút của mỗi giờ đó, hãy ngưng bất cứ thứ gì bạn đang làm và thiền quán. Bạn có thể vặn đồng hồ đeo tay hay cài máy vi tính để nó kêu mỗi giờ như là một cách nhắc nhở. Khi bạn nghe tiếng báo hiệu, hãy dừng công việc đang làm lại, gạt bỏ bất cứ gì bạn đang suy nghĩ trong tâm và nhắm mắt lại chú tâm vào hơi thở của bạn. Nếu bạn không biết một phút dài bao lâu, thì hít vào và thở ra 15 lần và dành tất cả sự chú tâm vào hơi thở. Nếu phải lâu hơn một chút, cũng đừng quan tâm về điều đó. Bạn đâu mất mát gì. Khi một phút đã qua, trước khi mở mắt, hãy quyết tâm trong một giờ tới sẽ hành thiền trong một phút nữa và cứ thế cho đến hết ngày. Hãy hướng về giây phút đó và tạo ra sự nôn nóng cho nó và nên tự hỏi mình khi nào tôi mới lại được ngồi thiền nữa. Nếu bạn duy trì được phương pháp đơn giản này thì cuối ngày bạn đã có thêm 10 hay 15 phút hành thiền. Hơn nữa, lúc cuối ngày ước muốn được ngồi thiền đã tăng trưởng vì được bạn nghĩ đến nó mỗi giờ sẽ giúp bạn tìm được nguồn cảm hứng để hành thiền trước khi ngủ hãy kết thúc một ngày với khoảng nửa giờ ngồi thiền khi bạn lên giường hãy chú tâm vào hơi thở cho đến khi bạn thiếp đi nếu bạn thức giấc nửa đêm hãy đem tâm trở lại với hơi thở khi bạn thức dậy sáng hôm sau tâm bạn vẫn còn trụ nơi hơi thở hãy nhắc nhở mình bắt đầu một ngày bằng việc ngồi thiền